Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 171 triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong chiến dịch lần này, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho gần 670.000 người, trong đó có trên 23.800 người tiếp tục tiêm mũi 2 và trên 646.000 người chưa tiêm. Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi, có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy phát triển kinh tế. Phấn đấu đạt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021. Trên 70% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19 đến hết quý 2 năm 2022. 100% nhân viên y tế trực tiếp tham gia tiêm chủng được đào tạo tập huấn về an toàn tiêm chủng. Để thực hiện chiến dịch dự kiến cần trên 23.800 liều vaccine AstraZeneca để tiêm liều thứ hai cho các đối tượng đã tiêm liều thứ nhất. Đối với những người chưa được tiêm dự kiến cần đến 646.000 liều đối với các loại vaccine dùng một liều, trên 1.292.000 liều đối với các loại vaccine cần dùng hai liều. Tùy theo từng loại vaccine do Bộ Y tế phân bổ, Sở Y tế Yên Bái sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai tiêm trên quy mô toàn tỉnh từ tháng 7 năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2022.